Sơn. Đây là đài truyền thanh Ngũ Hành Sơn. Công chức viên chức quận Ngũ Hành Sơn phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 29 của Thành ủy Đà Nẵng về năm say ba chống. Năm say: trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu. Ba chống: chống quan liêu, chống tiêu cực, chống bệnh hình thức. Những người thực hiện chương trình thời sự của đài truyền thanh quận Ngũ Hành Sơn kính chào đồng bào và các bạn. Mở đầu chương trình hôm nay, trước khi đến với chuyên mục phát thanh dân số kết nối gia đình, mời đồng bào và các bạn theo dõi bài viết bài học từ gian khó của phóng viên Như Ý. Anh ơi, hả? Nghe nói giá vé cấp trẻ Bà Nà chỉ còn 300.000 đồng với người lớn và 200.000 đồng với trẻ em thôi. Nhà mình đi đây anh. Được đó, đi cấp trẻ Bà Nà tham quan cầu vàng, làng Pháp, cho con mình vào khu vui chơi nữa. Thích quá, nhà mình đi thôi anh. Từ nay đến hết 31 tháng 5 năm 2020, Sunco Bà Nà Hills dành tặng chương trình kích cầu giảm 60% giá vé, chỉ còn 300.000 đồng với người lớn và 200.000 đồng với trẻ em cho du khách có hộ khẩu thường trú tại 19 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên. Miền Trung Tây Nguyên chờ chi? Bà Nà ngay đi! Video AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.